Tập đoàn VNI của chúng ta có 15 tổng công ty trực thuộc về 4 lĩnh vực kinh doanh. Chúng ta vẫn còn một khoản không lớn, không nhỏ, đủ để chúng ta gì ạ? Chúng ta vận hành, đúng không? Tầm khoảng gì ạ? 50 triệu đô. Bây giờ nếu cái cuộc kêu gọi vốn này của em thành công thì em sẽ làm gì? Ngày 31 tây này chúng ta sẽ tổ chức là thưởng 20 chiếc Mercedes cho 20 người được nhận Mercedes miễn phí tại Sky. Vậy thì như bọn anh đầu tư thì bao lâu anh sẽ thu hồi vốn? Một năm anh sẽ được chia lãi bao nhiêu? Trong năm tới, tập đoàn chúng ta chính thức có những khu phân lô bán nền, thì tập đoàn sẽ có những suất. Mỗi khu sẽ dành ra những suất để tặng nạn cho các cổ đông sáng lập. Anh không thể hình dung được. Xin chào quý vị. Và tiếp theo, xin lỗi các shark. Quý vị vừa được chứng kiến một thương vụ bạc tỷ giả tưởng, nơi những người thực hiện chương trình chúng tôi thử tạo ra một cuộc gặp gỡ giả lập giữa các shark và những ông trùm của các đường dây đa cấp lừa đảo. Và những lời họ thốt ra quả là khiến người thiếu sự tập trung cũng phải đổ dồn sự chú ý. Trong các đường dây của mình, các ông trùm đã vẽ ra những giấc mơ xa hoa nhất cho những nhà đầu tư. Còn chúng tôi trong chương trình hôm nay sẽ vạch ra công thức lừa đảo của các đối tượng này. Và đầu tiên là liệu quý vị có thấy những câu nói sau nghe quen quen hay không? Ở đây ai không có ước mơ, xin giơ tay lên. Đây là lụa chỉ vàng. Chúng tôi đã chuẩn bị hết 100% chứ không phải ngồi trên đây xong bắt đầu mai mới đi mua vàng. Hoàn thiện xong cái ra phòng cái khoán nhận luôn vàng. Mồ hôi có thể rơi, nước mắt có thể rơi, nhưng nhất định không được đánh rơi ước mơ của đời mình. Đến với Liên Kết Việt trong thời gian này sẽ có một chương trình được gọi là chương trình các bác không cần phải làm gì hết mà cũng có tiền. Chỉ có môi trường này mới biến từ một đám ăn mày thành một tình huống mà không cần phải điều gì. Vâng, có thể là khi nghe những câu nói vừa rồi thì quý vị sẽ cảm thấy hài hước và có đôi chút nghi ngờ. Nhưng mà hãy thử đặt mình ở trong một hội trường với hàng trăm người cùng những tràng vỗ tay cứ không ngớt vang lên. Tôi cứ mạn phép đoán rằng là dù ban đầu quý vị có tỉnh táo đề phòng thì sau đó ý chí cũng sẽ lung lay đôi chút. Bởi vì có ai lại không muốn giàu cơ chứ? Thôi thì hay là mình cứ liều thử một chút xem sao vậy. Bởi trong những cái lời động viên của những đối tượng vừa rồi còn có một câu chốt hạ như thế này cơ mà. Ai không tin rồi sẽ tin, ai chưa hiểu rồi sẽ hiểu, ai chưa biết rồi sẽ biết. Đồng tiền AOC sẽ đem đến tất cả các chị, những người đam mê, những người nhiệt tình, những người làm việc hết mình và những người cầu mong thay đổi cuộc sống của mình, thì họ sẽ hạnh phúc, họ sẽ giàu sang. Thưa quý vị, đến với các hội nghị trên, hẳn là nhiều người còn phát hiện ra là có thêm một nghề mới trong xã hội này, đó là nghề vỗ tay mồi. Cứ sau một câu nói lại có người vỗ tay mồi để cả hội trường đồng loạt vỗ tay thay lời hưởng ứng. Và như vậy là con mồi đã bước đầu sập bẫy niềm tin và các chủ đầu tư đa cấp biến tướng chuẩn bị rút máu con mồi. Từ học sinh đến sinh viên, từ ông già đến bà cả, tất cả đều tự nguyện đưa tiền sau khi được rót mật vào tai những lãi suất trên trời. Mức lợi nhuận trên mây và đích đến chỉ có một con đường duy nhất là các bạn sẽ trở thành triệu phú. Đưa ra mức lợi nhuận không thể hấp dẫn hơn mà không có một ngân hàng nào có thể trả được mức lợi nhuận đó. Chúng tôi gọi đây là công thức thứ hai. Và cơ chế sao này? Là cơ chế 3 thành viên, là em sẽ nhận 150.000 trên một thành viên. Và tiếp theo 1 sao sẽ là 5 thành viên. Trưởng sẽ là 200.000. Tiếp theo cơ chế 2 sao sẽ là 300.000. 8 thành viên và trên 10 thành viên sẽ là 500.000 và là cơ chế cao nhất đó là 3 sao. Mỗi tháng thu nhập của em là 5 triệu không ạ? Nhiều hơn 5 triệu. Em bảo ngu nhất là 7 triệu. Ngu nhất nhá. Chúng tôi bắt đầu đẩy mạnh và chúng tôi có một cái chương trình gọi là mời mọi người cùng hợp tác kinh doanh cùng để chúng tôi mở rộng thị trường. Và vì chúng tôi xét thấy là những người mở ra còn đang quá trẻ và tiền không có. Vì nhà thì nghèo,
Bố mẹ anh chẳng có tiền, chẳng vay được ai cả. Và để hợp tác như tuyên bố, công ty đưa ra hàng loạt gói đầu tư thấp nhất là 10 triệu đồng, cao nhất có thể là hàng tỷ đồng, trả lãi 1% một ngày. Nhà đầu tư còn được tặng cổ phiếu nội bộ, tặng đất, lãi suất đầu tư hấp dẫn. Anh em thì sẵn sàng chưa? Skype ơi! Skype ơi! Skype ơi! Nhà xe! Nhà xe! Nhà xe! Chỉ rất nhiều có tay đi ạ! Những lời hứa hẹn giàu sang được Tổng Giám đốc Sky Mining liên tục hô to trong các cuộc hội thảo. Những lời hứa hẹn bỏ ít hưởng nhiều, tặng xe SH, tặng hàng nghìn đô tiền mặt, thậm chí cả xe ô tô cho nhà đầu tư và đại lý. Ngày 31 tây này chúng ta sẽ tổ chức là thưởng 20 chiếc Mercedes cho 20 người được nhận Mercedes miễn phí tại Skyway. Đi kèm với tặng thưởng khủng là những lời hứa lợi nhuận. Chuyển tiền, nhà đầu tư sẽ nhận được một máy đào, rồi có thể ủy thác cho công ty tại 31 sườn đào. Và quan trọng là Sky Mining cam kết mỗi ngày sẽ nhận khoảng 40 đến 50 đô la tiền lãi đều đặn chảy vào tài khoản của nhà đầu tư. Ở đây cái máy này này nó in cho các quý vị chọn đời. Chỉ cần trục chặt một chút thôi. Đúng không ạ? Dính đậy một chút thôi, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi hỗ trợ cho quý vị. Mà hỗ trợ trọn đời. Thế thì cái giá trị mà chúng tôi thu 1.000 đô này, các quý vị thấy nó nhiều hay nó quá ít? Vâng thưa quý vị, thậm chí là đỉnh cao hơn cả cỗ máy in tiền trọn đời vừa rồi trong những lời hứa hẹn còn thuộc về công ty Liên Kết Việt với slogan nổi tiếng, đó là không cần làm gì cũng có tiền. Với màn thuyết trình đỉnh cao này thì Liên Kết Việt đã chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của hơn 6 vạn người. Xen kẽ trong những lời nói chứa đựng mức lợi nhuận siêu hấp dẫn từ các ngành nghề khác nhau thì các hãng đa cấp biến tướng cũng không quên cài cắm, dựng nên những nhân vật mà khiến các thành viên trong mạng lưới tin tưởng rằng đó là người thực việc thực, chứ không nghĩ đó là cái bẫy. Và chúng tôi gọi đây là những chim mồi. Lễ khai trương Spa Vinaca ở huyện Duy Tiên, Hà Nam. Giữa hội đồng cả trăm người nghe, một câu chuyện khó tin đã được bà Quý, lãnh đạo công ty này chia sẻ mà những người lạc quan nhất cũng không dám tin đó là sự thật. Vì sản phẩm của Vinaca đã chữa khỏi căn bệnh ung thư của chính bà. Tôi vô cùng cảm ơn Vinaca. Tôi dùng sản phẩm của Vinh Nhân Cá, thầy tôi cũng không biết là tôi bị ung thư. Cho đến hôm tôi khỏi rồi, tôi đi test điện tử thì không còn tế bào ung thư nữa. Chưa dừng lại ở đó, tại lễ khai trương chi nhánh Vinaca ở Phủ Lý, Hà Nam, một chuyện không tưởng khác tiếp tục được thành viên của công ty này chia sẻ. Vì căn bệnh HIV mà y học vẫn đang còn bó tay, thì nay sản phẩm của Vinaca đã chữa được khỏi. Trên cơ thể tôi chưa bao giờ có được cái màu hồng như thế này. Và một người bình thường để có được cái móng tay mà màu hồng như thế này thì cũng không phải là dễ, mà tôi lại là vừa bị bẩm sinh lại vừa là bệnh hát. Thế và một cái điều nữa là cái u nhân xơ ở trong ngực tôi là hiện nay không còn nữa. Chưa biết thực hư như thế nào, nhưng từ những câu chuyện thần kỳ ấy, đã có rất nhiều người tin dùng và đặt mua. Nhìn vào tờ đơn hàng này, tại một chi nhánh phân phối của Vinaca, thì mới thấy lượng sản phẩm tiêu thụ trong một ngày không phải là ít. Hẳn là quý vị cũng đồng ý với chúng tôi rằng, lãnh đạo của những loại hình đa cấp biến tướng nói trên quả là những bậc thầy trong kinh doanh. Và không rõ là tình hình sức khỏe hiện tại của những nhân vật vừa phát biểu trong video clip vừa rồi là như thế nào. Bởi nếu như thật sự các chị khỏi được HIV chỉ nhờ uống thuốc chữa ung thư làm từ than tre, thì hẳn giờ này là gương mặt của các chị đã được đăng trên trang nhất của các tạp chí y học thế giới. Và thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng tôi đã đưa ra rất nhiều công thức của các loại hình đa cấp ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực bị biến tướng nhằm mục đích duy nhất là moi tiền của khách hàng. Còn một công thức cuối cùng mà hẳn các nạn nhân chính là những người rõ hơn ai hết, đó là chúng đều âm thầm biến mất sau khi đã thu được rất nhiều tiền của các nạn nhân, hoặc người còn đó thì số tiền cũng không thể đòi lại được.
Đầu tuần này thì thông tin Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ án đa cấp Liên Kết Việt lừa đảo đã gây xôn xao dư luận. Như vậy là sau 3 năm ròng rã thì hàng vạn nạn nhân vẫn không thể đòi được số tiền mình đã mất và rất nhiều người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất chỉ vì chót tin vào những lời đường mật. Và thông qua chương trình hôm nay thì chúng tôi mong khán giả sẽ cẩn trọng hơn nữa trước những lời dụ dỗ ngon ngọt, bởi chúng ta đều rất hiểu với nhau một điều rằng nếu tiền mà dễ kiếm như vậy thì xung quanh chúng ta đã toàn là tỷ phú.